Hello mọi người, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Chào đón mọi người đang đến kênh của Cha Rồng. Thì mong mọi người chia sẻ giùm cho Cha Rồng với lại Cát Thi. Thì ngày hôm nay Cát Thi có đi một buổi thiện nguyện cũng như là tự tâm để trình diễn cho phục vụ. Và đặc biệt là Cát Thi không có lấy cách xê để phục vụ cho, ủng hộ cho bà con nghèo tại, không phải bà con nghèo đâu mà tổng thể bà con tại miền Trung, để trợ giúp cho bà con sớm vượt qua cái cảnh khó khăn cũng như là lũ lụt này. Thì hôm nay Cát Thi với lại người đẹp xinh lét, xinh lét ơi, khỉ đầu chó của mẹ đâu rồi? Con gái của mẹ. Dạ. Lại đây con. Lại đây, lại đây mẹ. Bà nội, bà đang mặc áo dài đó bà nội. Mọi người thấy hai mẹ con em sao mọi người? Có đẹp không mọi người? Đó. Con hép cái môi dưới lại. Hồi ngày hôm qua sáng sớm kêu nó mua giùm 2.000 hành. Nó chạy ra ngoài 2.000, nó chạy ra chợ Phẩm Thế Hiển nó mua 2.000 hành. Chạy về ôm cái đầu máu chạy về khóc. Tôi nói ủa cái vụ gì vậy? Cứ nói nó mẹ ơi, người ta quýnh con. Sáng sớm con ra mua 2.000 hành, mày mua sao mày để tao quýnh? Chị bán 2.000 hành. Người ta mới thấy là ủa mày chề, mày nhúng môi chề mỏ tao hay trụ ẻo tao buổi sáng. Tao quýnh chạy về khổ ghê không? Còn tối tối lâu lâu ngủ lọt vô cái cửa mình của con này. Khổ ghê không chị thấy không? Chị thấy đâu á, chị đâu có được đâu, chị thấy cuộc đời vậy chứ. Thật sự cái cuộc đời của con này nó cũng khổ lắm. Mà đặc biệt nha, hàm trên hàm dưới nó đều lại với màu giống mẹ coi nè. Không được. Cái hàm trên hàm dưới nó lâu đâu có đều được. Thế chứ mình làm đều nữa, nó đâu làm đều được. Mày làm giống mẹ nè. Không có được, tại cái miệng nó mớm đó chị. Dạ mọi người ơi, hôm nay là Cát Thi với lại người đẹp Simlet đi một biểu diễn chương trình cũng như là chương trình hát thiện nguyện để kêu gọi cũng như là ủng hộ các đồng bào tại miền Trung, nhân dân miền Trung để sớm vượt qua cơn lũ này. Thật sự lũ càng ngày nó càng dâng lên, nhưng mà thật sự á cũng có nhiều người mạnh thường quân từ ở miền Nam, tất cả các toàn thế giới, trên người Việt Kiều, đồng bào trên toàn thế giới cũng như là Việt Kiều cũng như là người Việt Nam tại chỗ thì cũng đã hỗ trợ kêu gọi, đã ủng hộ cho những người miền Trung rất là nhiệt tình. Và đặc biệt nhiều hơn thì cũng có nhiều người gom hàng trăm tỷ để ủng hộ cho người miền Trung. Cái đó cũng là trên tình nghĩa và tình thương mến thương người Việt Nam, lá lành đùm lá rách thôi mọi người ha. Thì mong mọi người nhớ ủng hộ dùm cho những người đang kêu gọi, và mong mọi người ngay từ giờ phút này mọi người hướng về miền Trung để cứu trợ cho người miền Trung càng càng nhiều thì càng tốt, để sớm vượt qua và cứu nhanh liền. Tại vì mọi người biết không, người ta ăn thì phải ăn mỗi ngày, mà bữa nay mình đi cứu trợ mà mình hẹn tới 11 tuần sau nữa thì tội nghiệp người ta. Mình cứ muốn đi là mình đi liền, nhanh càng tốt để hỗ trợ miền Trung. Và đặc biệt mọi người đi cứu trợ miền Trung á thì mọi người cũng nên cẩn thận, vì đó là bây giờ đường xá gì ngập lụt hết, rằng mình đâu không biết đâu là đường và đâu là nhà, cho nên mình đi coi chừng cẩn thận dấp té, cũng có thể có nhiều cái nguy cơ rất là khó khăn để đang rình mò mọi người, cho nên mọi người cũng nên cẩn thận. Tại vì nhiều khi á nước không nó che mình đâu biết đâu, mình tưởng là cái gì mình nhầm đâu, mình bước vô cái hố, mọi người hiểu không? Nước nó che đi cái hố mình đâu có biết đâu, mình tưởng đường đi mình dậm vô, cho nên mọi người nên cẩn thận. Đi là mọi người phải tìm người dân ở đó để hỗ trợ cho mọi người, đem cơm tới tận nơi tận nhà cho tất cả các người dân miền Trung. Thì cái này là những lời tâm tình Cát Thi chia sẻ. Thì hồi tối á Cát Thi nằm lướt TikTok á, Cát Thi có một thấy một cái đoạn clip mà rất là thương tâm. Trời ơi, bà già 90 tuổi chạy theo cái đoàn từ thiện, mà đoàn từ thiện của chắc của sư cô hay là quý thầy á, đi làm từ thiện, bà già dí theo. Trời mà bà chạy tội nghiệp lắm, bà làm như bà bị gọi là sao ta, bị hơi bị khuyết tật á, cái điểm yếu của bà, tay chân bà gung gãy á, bà yếu á, mà bà chạy theo, mà mình thấy tội nghiệp lắm. Tự nhiên coi xong cái đoạn clip đó tự nhiên xong mình muốn khóc à. Bởi vì cho nên mọi người nhớ ủng hộ. Mọi người biết không, hiện bây giờ mình đang ngồi đây nè, ngồi chỗ mát nè, rồi mình ăn bánh tráng, rồi cũng như mình uống ly nước. Thì bây giờ mọi người không cần ăn, ví dụ mọi người định mua em 2 bịch bánh tráng thì bây giờ mọi người mua 1 bịch, không mua cũng được, ngồi chơi thôi. Mọi người lấy tiền đó mọi người hỗ trợ cho những người nghèo đó, những người đang cần giúp đỡ đó. Thật sự bán thì ai mà không ham bán. Thôi em định bà là cầm thêm 100 phần. Em định xách thêm 100 phần để bán, rồi đem phần đó bán á, rồi còn một ví dụ được 3 triệu thì em nhín ra 1.500.000. Em cứu trợ lại người miền Trung.
còn một triệu rưỡi thì em lấy lợi, cũng như là lấy lợi cái vốn của em, ví dụ là vậy đó. Đó, mình lấy lợi vậy chứ thật sự lấy chưa đủ đâu, nhưng mà mình cũng lấy đại, mình nhín 50% ra cho bà con nghèo, để bà con miền Trung, để hỗ trợ cho miền Trung. Nhưng mà có một cái là bây giờ á, ở ngoài đó bên đó người ta nói người ta không có bán, toàn bộ là đồ từ thiện không, toàn bộ là đồ cho. Thì thôi bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình gạt bỏ cái chuyện đó qua bên, thì bây giờ mình đi hát từ thiện lại, cũng như mình đi chợ giúp, mình giúp đỡ, mình kêu gọi, đứng đó mình kêu gọi lại cho những người mà đang gặp khó khăn, hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thì mong mọi người nhớ là trên tinh thần tương thân tương ái, thì đây là ngày giờ giây phút này là giây phút đang chào đón tình thương của mọi người hướng về miền Trung. Cho nên mọi người đừng có tiếc rẻ chỉ một ly cà phê, một tô hủ tiếu. Thì mọi người ví dụ mọi người ăn cơm 3 bữa, thì bây giờ mình ăn cơm 2 bữa thôi, mình còn bao nhiêu tiền mình nhấn cho người miền Trung. Bây giờ mọi người gửi một cái địa điểm nào tin tưởng, đàng hoàng tử tế gửi vô. Còn không mọi người lên quỹ ban hay là các cơ quan chính quyền á, để người ta cùng hỗ trợ cho người dân. Thì mọi người nói là anh ơi, em muốn gửi 500 triệu cho người miền Trung chung, thì người ta sẽ có một cái quỹ từ thiện riêng, thì người ta sẽ hỗ trợ cho mọi người. Thì mong mọi người cũng nhớ là hướng về miền Trung của nhau ủng hộ. Còn bây giờ thì bây giờ các Thi cũng là người đang ủng hộ miền Trung, nhưng tại vì mình không có điều kiện thì mình phải hỗ trợ trên mà lời ca tiếng hát, cũng như là những cái chương trình hài hước để mình kêu gọi. Còn khi nào mình có điều kiện đầy đủ hay là mình dư giả rồi đó, lúc đó mình hỗ trợ sao cũng được. Tại vì thế gian này người khổ cũng còn nhiều lắm, thấy không? Cho nên mình cứu trợ được giờ nào mình cứu trợ vô đó. Ừ, của em tổng cộng hả? 40, 70, 70, 70, 70, của em là 60 và là 100 chặn. Đó, mong mọi người chia sẻ nha. Còn Simlet ơi, con muốn có lời nào con nói nữa. Con muốn lời nào con nói với lại quý vị nữa không con? Nói gì con? Ở thôi mọi người cứu trợ con em đi. Mọi người cứu trợ con em đi. Coi xe tới rồi, bây giờ các Thi phải sửa soạn đi, cái vỏ của mẹ đâu? Đó, cái vỏ. Đưa cho Simlet. Đó. Thôi bây giờ các Thi sửa soạn các Thi đi để cho đến nó kịp giờ, chứ bây giờ cũng sợ trễ rồi. À mọi người ha, máy bay mọi người. Thui ghê. Trong nước không anh Đậu, hay trong nước không? Thôi được rồi. Để anh Đậu sát vô. Đó. Rồi Mina, ủa Titi Food đâu? Leo lên. Leo lên luôn. Sao vậy? Dạ, ba người nữa xong rồi. Ba người nữa hả? Vậy là ngồi sau rồi, nó đi mình 7 người phải không? Dạ không, có người là ngồi trước, có 2 người là ngồi sau là được rồi. Anh đóng cái ghế lại giùm em đi. Dạ, có người ngồi kế bên anh nữa đó anh. Có người ở giữa ngồi 4 người hả? Dạ không, ai ngồi 4 người, anh bị gì vậy? Ở đằng sau 2 người, đây 3 người nữa nè. Còn 3 người nữa là 2 nữa là 5 hả? Em đâu đây là 3 người. Lên đi, lên đi. Trời ơi là trời, sư phụ ơi đừng đồng kinh nữa. Ôi ơi. Còn 2 người này leo lên là anh hỏi còn mấy người nữa, em nói còn 3 người nữa đó. Thì vậy đó. Cái vỏ mày đâu? Ok. Cái thì đã đến đang ngồi trên xe để chuẩn bị tới nơi để phục vụ cho mọi người. Thì đây là cái show, và là sao ta, cái chính thức là gọi cái show biểu diễn đầu tiên mà trong thời gian vừa qua các Thi đi phục vụ cho bánh tráng trộn, bánh tráng trộn đi ve. Thì hôm nay các Thi gọi là sao ta, mình không phải là cái gì, mình rất là hào hứng để mình đi biểu diễn cho chương trình ngày hôm nay, vì mình cảm giác ngày hôm nay là chương trình rất là đặc biệt và ý nghĩa. Thì nguyên tánh của các Thi là người thích đi chùa. Nhưng thực sự á, mọi người biết đúng á,
cái chuyện gì nó ra chuyện đó. Không thể nào mà đem một cái chuyện ngoài lề đem vô Phật pháp được, hay là một cái chuyện kinh doanh hoặc là cái chuyện buôn bán hoặc cái chuyện ăn nói chuyện của người đời mà dựa vô Phật pháp. Tại vì các thi muốn nói cho mọi người nghe, Phật là để cái triết lý để cho mình noi theo, còn xã hội để cho mình học tập, cũng như là mình ngăn ngừa những cái xấu và mình làm theo những cái tốt. Thì bây giờ á, trên cái cuộc sống hiện bây giờ thì mọi người thấy á, cái xã hội bây giờ nó không còn phải như trước nữa. Hồi trước á thì mọi người biết á, nghèo dân đó, lúc đó mình còn nghèo nhưng mà người ta thương nhau dữ lắm. Thì còn bây giờ xã hội bây giờ là cũng như người ta vô cái nề nếp, vô cái khuôn khổ rồi, cho nên cái tình thương á nó lại giảm đi nhiều. Nhưng mà thực sự người Việt Nam á, hay là vậy nè, thấy cái gì đó mà nó yếu thế là người Việt Nam hay đứng ra để hỗ trợ nhau lắm. Cho nên người ta hay nói là người Việt Nam yêu thương nhau là như vậy á. Thì cho nên bây giờ cái tình thương tuy nó không còn được như hồi xưa nữa, hoặc là như lúc trước, nhưng mà nói về vấn đề mà hỗ trợ nhau hay là binh vực nhau của người Việt Nam với người Việt Nam binh vực nhau á thì nó còn nhiều. Thì cái tình thương nó càng ngày cũng nó cũng phổ biến bình thường thôi. Còn bây giờ á thì các thầy muốn nói về vấn đề mọi người á, ai hỗ trợ được hỗ trợ. Thì bây giờ các thầy thấy là mình đi làm một buổi thiện nguyện nhưng ngày hôm nay á mình thấy rất là hào hứng. Nhưng mà mình đang nói về cái bản tính của các thi á, là người hay thích đi chùa, đi lễ Phật, rất thích đi làm phước, hoặc là mình rất là thích đi phóng sanh cá, hoặc là cái gì đó liên quan với đạo Phật, hoặc là những cái về vấn đề mà làm phước, hoặc là những cái vấn đề làm từ thiện á, mình rất là thích. Rồi dựa vào đó đó thì nhưng mà tánh của các thi đâu ra đó nha. Nào cái nào là Phật, bên nào là giáo lý của Phật là Phật, cái nào là của xã hội là của xã hội. Nhưng mà có đời thì mới có đạo. Có đời thì mới có đạo. Cho nên á, giáo lý của Phật để đưa ra để hoằng pháp với chúng sinh, là cứu trợ chúng sinh, thì bằng cách là không phải là dạy biểu gì, nhưng mà bằng cách là chỉ dẫn cho chúng sinh một cái đoạn đường đi. Thì bây giờ đường đi của mọi người là gì? Là chỉ là đơn giản thôi, tin Phật và làm phước, thì là như vậy. Cho nên bây giờ các thiên bắt đầu công chuyện thì mọi thứ nó riêng cái phần buôn bán của các thiên mọi thứ nó đã ổn rồi. Thì riêng các thi á sẽ cũng đi biểu diễn lại, thì các thi sẽ chia ngày nào trong tuần. Thì mong mọi người hãy nhớ là ủng hộ các thi bên trang Facebook là các thi Hoàng Kim. Thì các thi có đi biểu diễn, các thi sẽ đăng lên cho mọi người ủng hộ các thi. Còn bữa nào các thi không đi biểu diễn thì các thi sẽ ở nhà các thi bán để phục vụ cho mọi người. Thì cái buổi hôm nay là buổi thiền nguyện thì các thi cũng không có lấy tiền cách xê hoặc là chi phí gì hết, để mình giúp bằng cái tâm thiện nguyện thiện ý luôn. Thì cũng có bên đó mời mình, nhưng mà mình cũng không mời, mình gật đầu mình nói ok, chứ mình không có hỏi là cách xê hoặc là cái gì hết không. Tại vì mình đang nghĩ là đây là làm một buổi thiện nguyện cho người miền Trung để kêu gọi. Tại vì mình thấy cảm giác mình may mắn hơn người miền Trung là vì vấn đề sao? Vấn đề mình thấy mình may mắn hơn là mọi người biết á, là mình đang ngồi trên chỗ cạn, chỗ khô, rồi mình được đói bụng thì mình ra quán ra xá mình ăn được. Còn bây giờ người miền Trung người ta đâu có ra quán ra xá được, bao nhiêu tài sản người ta đổ hết, bây giờ người ta có giàu người ta cũng thành nghèo lại rồi. Tại vì mọi người biết nước nó vô một cái nó cuốn cả chục, cả trăm, cả ngàn con bò, nó cuốn một cái cả ngàn con trâu, nó cuốn một cái không là heo, gà, vịt, ôi chết lên thên. Thì mọi người còn chết không chứ còn giật. Cho nên mọi người nhớ là mình hãy hướng về miền Trung của mình cứu trợ. Thì cho nên các thầy thấy cái điểm may mắn của mình ở nằm đó. Cho nên mình hỗ trợ những người khó khăn hơn mình. Thì trên tinh thần tương thương tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Thì mình không giúp được bằng tiền, bằng của, thì mình giúp bằng sức. Thì sức của mình bỏ ra mình đi biểu diễn, cũng như mình phục vụ là cá tiếng hát cho người dân Sài Gòn. Thì người dân Sài Gòn thấy hài lòng, rồi người dân Sài Gòn sẽ nhín ra một tí xíu khoản tiền nào đó để giúp đỡ cho người miền Trung. Thì cái đó là cái điều tích cực mà các thi muốn chia sẻ với mọi người trong đêm nay. Và hôm nay các thi cũng muốn kêu gọi mọi người nhớ ủng hộ miền Trung. Thì có nhiều người nói á, sao đi chùa đi gì mà hung dữ. Cái đó là mọi người biết tại sao không thể nào người ta đi chùa một bữa hai bữa mà người ta sẽ thành Phật liền hết á. Mà có thành Phật liền đi chăng nữa, người ta cũng chiếu về cái tâm. Tâm người ta thật, người ta sẽ thật. Tâm tà sẽ thà. Thì bây giờ mọi người cứ dựa vô Phật giáo á,
mà mọi người sống. Thì mọi người là đạo Thiên Chúa thì mọi người cứ dựa vô Chúa đó mà sống. Chúa cũng kêu làm lành lánh dữ, thì Phật cũng kêu vậy thôi. Có nhiều người nói sao đi chùa về mà hung dữ, chửi bới tùm lum. Ồ, cái đó là cái miệng của con người mà, sao mình ngăn cấm được. Bắt qua người ta đi chùa thì tự tâm người ta giảm lại, người ta giảm được, người ta giảm không được thôi, mình cũng có quyền kêu người ta giảm nữa. Tại vì trong chùa, trong các nhà sư thầy người ta dạy là vậy. Thì bây giờ mình nghe lời như vậy thì mình dựa theo. Rồi mình không có, mình giảm bớt cái sinh của mình. Hồi nào giờ mình dạ mình hung dữ 10 thì bây giờ mình giảm lại còn 9 rưỡi, 9 nút, 8 nút. Chứ để bù hoài không hên. Thì đây là một buổi thiện nguyện từ tâm mà các thi rất là hân phấn và nhiệt tình. Và đặc biệt các thi cũng gặp được nhiều nghệ sĩ lớn để ra mắt cũng như là chào hỏi tất cả các nghệ sĩ đó. Thì cảm giác rất là hạnh phúc. Thì mong mọi người yêu mến các thi, thì mọi người chia sẻ và thương yêu cũng như ủng hộ đùm bọc dùm cho những người miền Trung cũng như là các thi nha mọi người. Thì cái này là những lời chia sẻ chân thật mà hôm nay các thi muốn chia sẻ với mọi người. Thì mọi người biết á, trong thời gian vừa qua cũng có một ca sĩ, thì ca sĩ nổi tiếng gom được một rất là nhiều tiền. Thì biết rằng cái chuyện mà lo cho dân là của nhà nước, nhưng mà mình cũng phải hỗ trợ nhà nước, mình lo cho dân lợi. Ví dụ mình là dân, mình giúp đỡ dân là chuyện bình thường, không nhất thiết mình đợi mấy anh chính quyền giúp đâu. Thì mình có giúp được, mình có hỗ trợ được cho dân thì mình cứ người dân với người dân hỗ trợ nhau vẫn được. Thì chính quyền người ta sẽ lo cái chuyện khác, người ta lo cái chuyện đặc biệt hơn. Chứ không lẽ bây giờ người ta làm cái gì, không lẽ một lần người ta làm cái gì người ta cũng phải la làng lên cho mình biết rồi mình để mình đi theo cái gì, đúng không? Cho nên mình lo được mình cứ lo. Có nhiều người vô á, nhưng chỉ trích cái này chỉ trích cái kia, các thi không chịu. Cái thi nói thôi, người ta làm được người ta làm, mình làm không được thì thôi, mình đừng ngồi đó mình nói. Có những em trẻ vô á, cứ bấm phím để mấy em đang nghĩ cái quan điểm xưa của mấy em á, là chửi một ai đó là mình sẽ được thành công. Nhưng mà không phải đó mấy em. Mấy em á, càng làm tốt thì càng sẽ được nhiều người nhìn ngó mấy em nhiều lắm á, nhìn dùm ngó. Thì mấy em càng làm việc thiện á, thì càng có nhiều chư thiên cũng như là ơn trên hộ pháp cho tụi em. Có nhiều sức khỏe nè, nhiều cái điểm mạnh để tụi em cân bằng trong cuộc sống và ôn hòa lại. Chứ bây giờ tụi em cứ ngồi đó tụi em bình luận, tụi em nói cái này nói cái kia, mà trong khi đó tụi em chưa chuyển cho anh ta được 1.000. Rồi trong khi đó là tụi em làm gì làm chi, lợi ích đâu có đó, đâu có nào ngồi gì. Trong khi đó tụi em vừa bấm nè, bấm nhiều nó bị liệt màn hình nè, rồi hao tổn mắt nè, nhìn điện thoại nhiều hao tổn mắt nè, hao pin nè, rồi phải thay điện thoại mới. Thì mọi người cứ nghĩ là không có nhiêu tiền hết trơn, tao bỏ ra được 100.000, 200.000 thì mọi người cứ nghĩ đi. Hư cái điện bàn phím, cái điện thoại hư cục sạc, cái phải mua 100 hay 200. Nhưng mà 10 lần như vậy thì bao nhiêu? Mà đối với 10 lần như vậy thì ra một cái số tiền mà nó đáng kể không? Mà đã đáng kể rồi mình sẽ xây sở trong cuộc sống được không? Cho nên tốt nhất mình thôi, thích thì coi, không thích thì thôi. Đó, cứ dễ dàng vô comment rồi mọi người chửi bới làm gì, đâu có lợi ích gì cho mọi người đâu. Cái đó mọi người còn dướng thêm cái nghiệp nữa. Mà cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là hành động xấu của tay chân miệng và thân khẩu ý. Cái đó người ta gọi là hành động xấu, ghét hoặc là suy diễn, tưởng tượng. Cái đó là hành động xấu thì được đưa vô gọi là nghiệp. Đó, mọi người phải hiểu được cái định luật của trong Phật giáo á, dạy rất là sâu xa. Các thi cũng hiểu được ba mớ thôi, nhưng mà các thi cũng hiểu được một tí xíu, cho nên các thi cũng ứng dụng, gọi là sao ta, ứng gì, cảm ứng trong cuộc sống. Rồi mình cứ như là mình xoay chế ra, mình dựa vô đó rồi mình làm những cái việc nào nó tốt hơn. Chứ bây giờ thật sự các thi có đời nào các thi bình luận một cái gì không? Ngoài nào người nào mà các thi cảm giác thân hoặc là các thi mến người đó và các thi hiểu được ý người đó đó, thì các thi sẽ nhắn tin, các thi nói chuyện riêng. Chứ còn cái vấn đề bình luận thì nó cũng ít, không có nhiều. Thì mình hiểu được vấn đề này như thế này nè. Bình luận á, cái chữ á, nó không có như cái lời nói. Giống như là
Lệ nói thì ủa anh có khỏe không, còn cái bình luận này anh có khỏe không, có nhiều người ta đang tưởng tượng theo cảm xúc của người ta đang bực, người ta đọc vô anh có khỏe không hay là anh sao rồi, ta sẽ dựa vô cái cảm xúc người ta mà người ta ra cái bình luận hay và bình luận dở, cũng như cũng từ là anh khỏe không mà tùy theo cảm xúc. Anh khỏe không? Anh khỏe không? Ủa, anh khỏe không vậy? Thấy không? Cho nên á, mình nói chuyện thì nó sẽ đúng cảm xúc nhiều hơn. Còn có nhiều người á, nói chuyện gọi là không cảm xúc á. Vui cũng như buồn, buồn cũng như vui. Rồi cái chữ nó cũng tựa tựa vậy đó. Cho nên tốt nhất mình đừng bình luận, vì các thi sĩ bình luận á, bình luận làm sai á, sai cái ý nghĩa á. Cái đâu nhiều khi đọc mà chữ không dấu nữa, rồi làm cho người ta hiểu lầm nữa. Anh cho em nha, anh cho em nha. Thằng kia nó tưởng là anh là chó nhà. Rồi đâm ra cái cự cãi bình luận khó chịu trong cuộc sống không? Sai. Không hay. Tốt nhất là thôi, ai làm gì làm, đúng không? Vì sao mình sống tốt là được, sống tích cực là được, sống giúp đời là được, mình không đụng tới ai là được. Đừng ghét bỏ người ta, vì ai cũng có cái quyền mưu cầu cuộc sống. Thì riêng các thi cũng vậy, cũng mưu cầu cuộc sống, các thi cũng tham cầu vậy. Các thi cũng nguyện được cái này, nguyện được cái kia đó. Mình không phải là người tu, mình chỉ là một người biết tới Phật, rồi mình chia sẻ Phật pháp với mọi người thôi, chứ không ai về đời ai ở đây á. Mọi người cứ lầm tưởng là nói các thi đang về đời, về biểu ai, chứ thực sự không có. Mình sống tốt thì được ăn trên chiếu, còn sống sai thì mọi người biết đó. Cái gì nó cũng có cái hậu vì sao của nó. Hậu vận tốt hay xấu là do cái bản thân mình tự làm nghe. Lúc còn trẻ đương thời tạo quá bao nhiêu nghiệp, đến khi về già như khùng khùng điên đi lang thang ngoài đường ngoài chợ. Mọi người thấy không? Cái là do cái tuổi trẻ mình bồng bột á, mình tạo nghiệp xấu mà mình không hay á. Mình cứ nghĩ làm cho đã gan, đã miệng, đã thân mình thì thôi. Đúng không? Đó là như vậy. Rồi sau này mọi người biết còn nhiều cái bệnh tật á, mình nằm trong bệnh viện á, đau nhức chân tay mà đâu ai giúp đỡ mình. Vì cái nghiệp của mình lúc mình còn khỏe mình chửi bới người ta, mình chà đạp, mình không ai đụng tới mình cũng đụng tới người ta. Tự động mình sẽ lãnh, thọ lãnh từ từ rồi đến cái ngày mà ăn kiếp rồi chết không có người thân kế bên. Rồi chưa kể làm ăn trực vuột. Mọi người mà biết bây giờ cái cuộc sống có nhiều người làm ăn trực vuột bị thất bại đây đó đó, là mọi người biết do gì không? Do lúc mà còn trẻ đã quá nhiều nghiệp, quá nhiều cái hiềm khích, thì cho nên đến khi mà lớn lên rồi đó, làm ăn nó hơi bị trực vuột, thất bại, không được như ý muốn, rồi đâm ra chửi chó mắng mèo, rồi càng ngày càng tích tụ lại những cái nghiệp xấu, rồi đùng cái vì già nó nổ nghiệp ra, gọi là chỗ nghiệp á, chỗ nghiệp ra, rồi bị ung thư cái này, bệnh tật cái kia. Cho nên bắt đầu ngày hôm nay mình có bệnh hay là mình có biết đi chăng nữa, thì bắt đầu ngày hôm nay mình làm phước, làm lành lánh dữ, thì đụng ra bệnh mà ai không bệnh, thì dù có bệnh đi chăng nữa nó cũng đưa vô nhiều cái hướng tích cực để trợ giúp trợ duyên cho mình, để mình vượt qua. Phật pháp là tương đối chứ không có tuyệt đối, tương đồng với nhau. Cho nên mọi người yêu mến, mọi người thương, mọi người nhớ hỗ trợ cũng như trợ giúp những người nào yếu thế hơn mình, cũng giống như các thi với lại chị Giáng Tiên Simlet. Thì mình biết là những người đó thì giống như Simlet, Giáng Tiên là những người yếu thế hơn các thi, là các thi nhìn nhận ra được điều đó. Là vì sao chị Giáng Tiên, điều đầu tiên là chị không có biết nói chuyện như các thi, thì như các thi còn nói nịnh được, các thi còn nói ngọt được mọi người, còn chị Giáng Tiên không biết nói á, và thật tình á, cho nên làm ra nhiều khi mọi người thấy buồn rồi mất lòng. Chứ thực sự cái đó là các thi muốn bảo vệ chị cũng như bảo vệ Simlet. Simlet nó không được đẹp như ai, nhưng mà các thi cũng muốn cho Simlet nổi bật hơn, thì bằng cách là các thi phải ghẹo chọc nó, rồi khui ra những cái khuyết tật của nó, khuyết điểm của nó, xin lỗi, khuyết điểm của nó.
thì mình giỡn đùa để cho tân bốc nó lên, để cho mọi người để ý nó nhiều hơn và mọi người thương nó nhiều hơn. Thử không có bà Cát Thi gì, bà không có bà Cát Thi gheo chọc nó rồi sao? Rồi tới ngày hôm nay có người ta biết tới Simlet không? Đúng không? Thì đó thôi, Cát Thi chia sẻ tới một đoạn vậy thôi. Thì mong mọi người nhớ đón xem clip sau, clip mà Cát Thi kêu Loto để trợ giúp cho người đồng bào miền Trung, cũng như clip mà Cát Thi lên Cát Thi diễn khùng diễn điên, mọi người đón xem nha. Bye bye.